Như chúng ta đã biết thì cách đây 3 tháng, Oppo đã làm cho cộng đồng công nghệ đứng ngồi không yên khi mà rò rỉ ra mắt một cái phiên bản smartwatch đầu tiên của hãng cùng với MV của Sơn Tùng. Và sau đó thì tâm điểm hơn đó chính là bởi vì chiếc Oppo Watch này không khác gì một chiếc Apple Watch. Từ thiết kế của mặt nè, đến dây nè, đến khuôn viền nè và ngay cả hộp đựng nó cũng giống nữa. Tuy nhiên thì thiết kế ngoại hình có nhiều nét giống như Apple Watch vậy thôi. Nhưng mà một chiếc Apple Watch lại cho thấy họ làm được nhiều điều hơn so với các đối thủ khác ở một vài khía cạnh. Và nhất đó là pin. Và ngày hôm nay thì trong video này, Kay sẽ giúp cho các bạn khai thác được những khía cạnh đó như thế nào. Và cùng nhau xem thử rằng một chiếc Apple Watch sẽ làm được những gì nhé. Ok, bắt đầu thôi. Thường thì đối với smartwatch thì Kay sẽ review những cái phần tính năng trước, những cái khả năng hỗ trợ luyện tập thể thao vì đây là điều mà các bạn hay là quan tâm nhất. Nhưng mà đối với chiếc Apple Watch 46mm này thì Kay xin quyết định sẽ nói trước về phần thiết kế. Dĩ nhiên là khi mà lần đầu tiên làm về một sản phẩm smartwatch thì chắc chắn là Apple sẽ giành được rất là nhiều sự chú ý. Và như mọi khi thì cứ khi mà được chú ý thì Apple sẽ biết cách làm người ta phải ấn tượng. Và thật sự mà nói là khi mà mình mở sản phẩm ra, mình nhìn trong cái hộp này, thậm chí là mình nhìn tất cả mọi thứ thì mình liên tưởng ngay đến một sản phẩm của Apple thì các bạn chắc biết rồi đúng không nào? Nhưng mà không, thật sự thì đây chỉ là một cái form đồng hồ thôi. Thực ra thì bây giờ muốn đồng hồ có thiết kế phá cách là chuyện không thể, vì gần như là đồng hồ thông minh nó chỉ có hai dạng là mặt vuông và mặt tròn. Rồi nếu mà chỉ muốn khác đi thôi thì chỉ có những cái sản phẩm vòng tay thông minh thì nó mới có hình cái kén thôi. Còn lại smartwatch thì hiện tại nó chỉ có hai dạng mặt thôi à. Tiếp theo đó thì Oppo đã chọn form vuông và nó có hai phiên bản, đó là phiên bản 41 và 46mm. Ở trên tay Kay hiện tại đây là bản 46mm. Nhưng mà họ đã có một sự đầu tư rất là đáng kể cho thiết kế của họ. Và điểm đáng kể này chính là màn hình cong tràn hai cạnh. Và mình nhớ đến ngay chiếc Fire X khi mà ra mắt vào năm 2018. Điều này sẽ giúp cho Apple Watch khi mà đeo lên tay trong sang và đầy tính công nghệ nè, kết hợp thêm giao diện nền đen của Wear OS nữa. Và nó sẽ tạo ra một cảm giác như chúng ta đeo một màn hình vô cực ngay trên tay vậy đấy. Với một người hay bất cẩn thì đôi lúc là hoạt động thể dục thể thao nè, làm việc hay là va chạm nhẹ vào các đồ vật thì cái phần cứng cáp ở một chiếc smartwatch là điều nên có. Mặt kính cường lực gõ vào nghe khá là đã tai. Và thậm chí là khi mình lấy một chiếc chìa khóa như vậy, mình cà thật là mạnh lên trên mặt đồng hồ thì mình cũng không thấy nó bị trầy cả. Các bạn thấy không? Mình đeo lên trên tay hay mình cầm trên tay thì mình cảm thấy nó khá là đầm tay. Và mình nghĩ là các bạn nam sẽ rất là thích nó. Còn mình thì mình là nữ nên là tay cũng sẽ khá yếu, đeo lâu thì có cảm giác hơi mỏi một chút. Khi mà nhìn xung quanh chiếc đồng hồ nhà Oppo này thì mình thấy thiết kế chỉ có hai nút vật lý ở cạnh bên phải mà thôi. Trong khi đó thì cạnh bên trái chúng ta sẽ thấy loa ngoài và tất nhiên là ở mặt dưới. Mặt sau ấy sẽ có cảm biến hỗ trợ việc theo dõi sức khỏe, đo nhịp tim của chúng ta. Và tiếp theo đó là phần dây thì ở đây chúng ta vẫn thấy là chất liệu thường thấy như là dây cao su nè. Vì là làm được chất liệu dây cao su nên nó có một độ đoài hồi rất là tốt. Và các bạn cũng không cần phải lo lắng, mình nhìn ở đây các bạn thấy mình vặn vẹo, uốn éo nó đủ khác kiểu luôn nhưng cũng không sợ nó hư tổn. Tuy nhiên thì có một điểm mà mình nghĩ đây sẽ là nhược điểm của dây trên chiếc Oppo này, đó chính là nó khó đeo. Khi mà mình đeo nó thì mình phải dùng 360 vòng để mà xoay cổ tay của mình, cùng với việc là phải dựa vào một điểm tựa nào đó thì mới có thể đeo được đồng hồ lên tay. Cái điều này làm cho mình cảm thấy khá là cực nhọc đấy. Và cái khoảng thời gian mình đeo lên tay được cũng phải mất được trong vòng là tới 2 phút cỡ vậy, nó không nhanh được. Tiếp đến đó là về phần màn hình. Thì như cái đã chia sẻ ở phần trên thì phần màn hình nó ghi điểm khá là lớn trong lần đầu tiên nó xuất hiện. Và ngoài cái việc cong tràn hai bên thì nó còn có một tấm nền là AMOLED nữa. Và nhờ vậy mà khả năng hiển thị trên chiếc đồng hồ này thật sự nó rất là đẹp, độ tương phản rất là tốt, độ sáng cao và dễ sử dụng ở ngoài trời. Và đặc biệt là có màu đen làm cho nó có một độ sâu rất là cao. Các thao tác trong điều kiện bình thường gần như là sẽ không có độ trễ trên màn hình. Khi mình chạm và mình vuốt vào mặt đồng hồ thì mình xài nó rất là mượt mà nè các bạn. Rồi nó cũng có một độ nhạy rất là nhất định nữa, giống như mình đang xài trên một chiếc điện thoại vậy đấy, giống như chiếc Fire X vậy.
Và tiện nói về việc vuốt chạm thì cây sẽ chia sẻ nhanh luôn, là khi mà mình vuốt từ trên xuống thì mình sẽ truy cập vào thanh điều chỉnh nhanh. Ví dụ như là các bạn hơi nhấn vào phần đèn pin nhanh để mà các bạn soi sáng nè, hay là chỉnh tăng giảm độ sáng trên trực tiếp trên màn hình của đồng hồ, hay là kết nối rồi cài đặt vân vân và mây những cái tính năng khác mà các bạn có thể thao tác nhanh luôn. Thứ hai là nếu vuốt từ dưới lên thì chúng ta sẽ thấy được thông báo, tất cả các thông báo gửi đến điện thoại của chúng ta, ví dụ như là Messenger nè, Gmail nè, tin nhắn rồi cuộc gọi nhỡ, ví dụ như vậy. Sau đó thì khi vuốt từ trái sang thì sẽ là cái phím tắt mở nhanh Google Assistant, hiển thị lời nhắc và cũng thể là mình dùng cái nó để mà mình tìm những cái vấn đề mà mình đang mong muốn sử dụng trên chiếc điện thoại của mình. Và cuối cùng đó là vuốt từ phải sang trái thì nó sẽ hiển thị các thư mục mà bạn muốn tìm. Ví dụ như ở đây mình đã đặt sẵn đó là đo các hoạt động thường ngày của mình nè, hay là thời tiết nè, kiểm tra nhịp tim của mình. Và các bạn cũng có thể nhấn vào cái phần bên cạnh này để chúng ta mở thêm nhiều thao tác khác mà các bạn muốn nó có một phím tắt nhanh nhé. Và là một chiếc đồng hồ thông minh nên tất nhiên là thiết bị này nó cũng sẽ không thiếu đi tính năng là quản lý các bài tập thể dục nhằm nâng cao sức khỏe nè, rất cần thiết đó nhé. Nhất là trong thời gian chống dịch Covid hiện nay thì các bạn cũng nên cần một cái sản phẩm để đo đạt được cái lượng sức khỏe của mình, đo đạt được lượng calo tiêu thụ của mình nữa, đúng không nào? Với sự kết hợp của hệ thống là GPS Plus Ronas cùng với 5 cảm biến luyện tập nên là Oppo Watch sẽ là người bạn đồng hành và bên cạnh bạn khi mà muốn theo dõi chính xác lộ trình luyện tập của mình. Không những là nó chỉ có 90 bài tập trên là Google Fit đâu. À, nhắc tới Google Fit thì các bạn nên tải về một cái ứng dụng ở trên điện thoại của mình có tên là Google Fit xuống. Các bạn hãy vào CH Live các bạn tải thôi, rất là bình thường. Và ở trên cái Google Fit này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều bài tập cũng như là theo dõi cái việc hoạt động luyện tập của các bạn đó ha. Thì ngoài cái Google Fit nó hỗ trợ 90 bài tập ra thì chiếc Oppo Watch này nó còn được tích hợp là 5 chế độ tự luyện tập, bao gồm là bài tập fitness nè, những cái bài tập mà đốt mỡ nè, những bài đi bộ ngoài trời, đạp xe ngoài trời và thậm chí là bơi lội nữa. Và đồng thời là nếu mà các anh em nào hay bơi lội, đi mưa hay đi phượt thì cũng đừng lo lắng quá, bởi vì trên chiếc Oppo Watch này nó cũng có hỗ trợ chống nước ở 50m nữa và sẽ giúp bảo vệ đồng hồ của các bạn trong khi mà đi bơi hay thậm chí là thời tiết xấu. Còn về phần đo nhịp tim á, thì ở đây nó sẽ hiển thị khi các bạn nhấn vào cái phần menu á, biểu tượng của trái tim, các bạn nhấn vào đây thì các bạn sẽ đo được nhịp tim. Thì theo cái thấy cái đã đo rất là nhiều lần để xem thử nó có đúng hay không á, thì xác suất nó đúng cái thấy là gần như 90% và nó đo cũng rất là nhanh nữa. Các kết quả hiện ra đây các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên màn hình luôn. Rồi tiếp theo đó là những cái tính năng khác nữa, ví dụ như là nghe gọi trên đồng hồ này, thì chiếc đồng hồ này nó có hỗ trợ loa ngoài nên là các bạn có thể là nghe gọi trực tiếp được trên đồng hồ, hay là nghe nhạc với tai nghe Bluetooth và các bạn hãy điều khiển trực tiếp được, ví dụ như qua bài nè, dừng phát nhạc nè, hay tăng giảm âm lượng trực tiếp trên đồng hồ luôn. Rồi màn hình thì sẽ luôn luôn hiển thị, hay là sẽ có tìm điện thoại hay là đếm cả bước chân của chúng ta nữa. Rất là nhiều tính năng trên chiếc Oppo Watch này, và nếu như các bạn trải nghiệm và chia sẻ sâu hơn thì chắc chắn clip này sẽ đến cả một tiếng đấy, nên là mình sẽ nói những phần nổi bật thôi. Nói tóm lại thì đến lúc này thì gần như là mình đã hiểu vì sao là chiếc đồng hồ này có giá là khoảng gần 8 triệu tính tới khoảng là đầu tháng 8 2020. Bởi vì là trên thị trường hiện tại đối với một chiếc smartwatch thì đây sẽ là một mức giá khá là hợp lý dành cho một sản phẩm có thiết kế khác biệt nè, rồi nó hỗ trợ nhiều tính năng thiết thực cùng với giao diện người dùng để mà sử dụng và thao tác nữa, nên mình thấy là cái mức giá này nó rất là phù hợp. Cuối cùng thì về phần dung lượng pin thì trên cái phiên bản 46mm này thì nó sẽ có dung lượng pin là 430mAh, còn khi mà cây trải nghiệm thực sự ở bên ngoài ấy thì cây đã sử dụng nó ở mức độ sáng bình thường, mình làm đủ thứ hết trong cái hoạt động hàng ngày của mình luôn. Thì cuối cùng chiếc đồng hồ này nó trụ được hơn cỡ là một ngày. Và một điểm mà mình cảm thấy nó rất ưu việt đó chính là cái khả năng sạc của nó. Khi mà đồng hồ của mình hết pin ấy thì mình sẽ cắm sạc với cái chấu sạc mà Oppo đã bỏ sẵn, thì sạc từ 0% đến 100% chỉ trong vòng là 75 phút mà thôi, bởi vì nó có công nghệ là sạc VOC Watt mới và mình sạc rất là nhanh và mình cực kỳ thích cái độ tiện dụng của cái sạc này. Ok, và tổng kết lại để nói về chiếc Oppo Watch 46mm này thì cây hoàn toàn là hài lòng, bởi vì là sau khi cây trải nghiệm 72 giờ thì
Kay thấy được nó là một sản phẩm có thiết kế rất là đẹp nè, nhiều tính năng thiết thực nè, pin đủ tốt và có cả sạc nhanh nữa để mà giúp cho Oppo Watch cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Và nếu nói về nhược điểm thì lúc này màn hình và khung dễ bám vân tay một chút nè, pin sẽ hao nếu mà các bạn nhận quá nhiều tin nhắn và nghe gọi liên tục là một điều mà mình thấy được. Tuy nhiên thì bên cạnh đó nó vẫn có những cái điều ưu việt như mình kể trên rồi. Và không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc Oppo Watch này. Nếu các bạn thích thì hãy để lại cho Kay một like và hãy comment bên dưới cho Kay cùng biết nếu các bạn không thích nó nhé. Ok, và video ngày hôm nay cũng tới đây thôi. Kay xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video về smartwatch lần sau. Bye bye.